Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Phan Diệu về lòng cùng ở Đài Loan. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lên bóng cơ hôm nay của mình nha mọi người. Thì mấy như mấy cái lịch trực mình nói là do tình hình dịch bệnh ở bệnh thấy nó đang chưa khống chế được nha mọi người. Thì nên mình không ra ngoài làm video được. Thì qua đây mình muốn gửi đến anh chị em đang làm việc sinh sống tại Đài Loan thì cũng cần tết thì nên ra ngoài nha mọi người. Thì bởi vì là thì thuốc vaccine của hắn là nó chỉ mới đủ để cứu con người ống dẫn của ta thôi nha mọi người. Thì nó mình thì tháng đấy lâu đồng thì không phải là ống dẫn được của nó nên là nó sẽ bỏ bé mình nha mọi người. Thì mong mọi người không cần thiết thì là đừng có ra ngoài gặp những cái gọi là công việc ra ngoài ấy. Thì mong mọi người gặp lại không như để lúc bị cái là này vừa mất tiền này vừa dày mất mạng lắm nha mọi người. Thì mong mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Thì những ai mà chưa đăng ký kênh và hãy đăng ký giúp mình một cái nha, một lần nha. Cảm ơn mọi người nha. One, two, three.
tán của cái trẻ mọi người. Tại là công việc hàng ngày mà mới gió dịch cho nên mình nói việc mọi người. Thì mình chỉ qua cái đó đây thì một video mới mong mọi người là gọi công, gọi việc gì gọi là cần thiết cho nên đừng ngồi ra ngoài nha mọi người. Chúc ở chị em bên đây là giữ gìn sức khỏe nha. Thì tương lệ dịch cho chị mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video nha.